Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài thơ tiếp theo trong chùm bài thơ nói về mẹ. Đó là bài thơ Mẹ của em. Các bạn sẽ lắng nghe mình đọc trước một lượt nhé. Bài thơ Mẹ của em. Ở nhà em có mẹ, bao việc mẹ phải lo. Thức khuya mà dậy sớm, mẹ chăm công việc nhà. Thế mà cứ đúng giờ, mẹ gọi em thức dậy, nhóc gọn gàng đầu tóc, việc nào vào việc ấy để em kịp đến trường. Mẹ đã sinh em ra, đã vì em vất vả, thương mẹ em thầm hứa ngoan ngoãn và giỏi giang. Bài thơ vô cùng hay đúng không nào? Trong bài thơ có nhắc đến người mẹ và tình cảm của bạn nhỏ dành cho người mẹ đúng không nào? Rồi, buổi sáng thì mẹ phải làm rất là nhiều việc từ lúc ngủ dậy đúng không nào? Chăm công việc nhà này, việc ở công cơ quan của mẹ nữa. Tuy nhiên sáng hôm nào mẹ cũng dành thời gian cho các bạn nhỏ, cho chính những đứa con của mẹ, bằng cách là sáng sớm thì gọi đúng giờ dậy đi học này, thức dậy này, đầu tóc gọn gàng, buộc tóc cho các bạn ý, rồi để cho các bạn ý ăn sáng để kịp đến trường đúng không nào? Thương mẹ lắm nên gì nhở? Bạn ý thầm hứa là điều gì nhở? Hứa là sẽ ngoan ngoãn, giỏi giang để luôn luôn làm cho mẹ vui, không phụ lòng mẹ đúng không nào? Rồi, bài thơ khá là hay, chúng mình sẽ cùng nhau học được bài thơ này bằng cách đọc từ 2 đến 3 lượt bài thơ nhé. Mẹ của em. Ở nhà em có mẹ, bao việc mẹ phải lo. Thức khuya mà dậy sớm, mẹ chăm công việc nhà. Thế mà cứ đúng giờ, mẹ gọi em thức dậy, nhắc gọn gàng đầu tóc, việc nào vào việc ấy để em kịp đến trường. Mẹ đã sinh em ra, đã vì em vất vả, thương mẹ em thầm hứa ngoan ngoãn và giỏi giang. Các bạn đã thuộc được bài thơ này chưa? Hãy về đọc bài thơ này cho bố mẹ, ông bà và bạn bè nghe nhá, vì đây là một bài thơ rất là hay và có ý nghĩa đấy các bạn ạ. Thời lượng của kênh cũng hết rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.